Thưa quý vị và các bạn, đã từng xảy ra nhiều vụ cháy chung cư gây thiệt hại lớn về người và tài sản. Thế nhưng tại khu nhà ở xã hội Phúc Hưng 2 trên địa bàn phường Bần Yên Nhân, thị xã Mỹ Hào, do công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư xây dựng và dịch vụ thương mại khu nhà ở Phúc Hưng Phố Nối đầu tư, dù đã bàn giao và cư dân cũng đã dọn về ở hơn 6 năm nay, nhưng hiện công tác phòng cháy chữa cháy vẫn đang bị bỏ ngỏ. Thực trạng này khiến cho cư dân luôn phải sống trong sự bất an, lo lắng. Toàn bộ 4 tòa nhà cao 10 tầng với hơn 300 căn hộ tại khu nhà ở xã hội này đều đã có cư dân sinh sống. Không những vậy, tại tầng 1 còn có rất nhiều hộ kinh doanh, thậm chí còn có cả trường mầm non. Vậy nhưng cả 4 tòa hiện hệ thống phòng chống cháy nổ vẫn không hề có gì ngoài bể nước. Các hộp đựng bình chữa cháy thì vẫn trống không. Trong khi đó, hệ thống dây điện chằng chịt, hầm để xe ban đêm gần như kín chỗ. Đó chính là nguy cơ xảy ra cháy nổ có thể xảy ra bất cứ lúc nào, còn cư dân vẫn phải sống trong lo âu. Phòng cháy chữa cháy thì ở đây cũng chưa có gì cả. Ống nước nhưng mà làm gì có nước nuôi gì đâu. Còi báo cháy của từng hộ đấy cũng không có. Vâng, cuộc sống hàng ngày thì cư dân thì lo lắng nhưng mà cũng chưa biết làm sao. Mong muốn xem chủ đầu tư làm như là cho hoàn thiện cho cư dân yên tâm. Ở đây phòng cháy chữa cháy thì cái đường ống cháy này nó chưa hoạt động, chưa có nước này, hệ thống cảnh báo tự động thì cũng không có. Mọi người dân phải tự đưa ra ý thức phòng cháy chữa cháy thôi. Dân thì ai cũng bức xúc với cái vấn đề này. Lực lượng phòng cháy chữa cháy công an thị xã Mỹ Hào, đơn vị quản lý trực tiếp và phường Bần Yên Nhân cho biết đã nhiều lần phối hợp với các đơn vị chức năng đến kiểm tra, ra quyết định xử phạt đơn vị này. Tuy nhiên, đơn vị chỉ biết lập biên bản bởi chủ đầu tư đã bị khởi tố, đang trong thời gian điều tra. Tỉnh nghiệm thu thì sau đó mới bàn giao cho cấp huyện, thì lúc đó bọn tôi mới quản lý. Cái giai đoạn 2 này thì vẫn chưa được nghiệm thu về phòng cháy cháy và xây dựng. Trong lúc chưa bàn giao này thì bọn tôi chỉ tập huấn tuyên truyền cho người dân để tham gia để nâng cao cái nhận thức về phòng cháy. Dự án hiện nay cũng đang ở trong cái giai đoạn cơ quan điều tra thực hiện cái việc kiểm tra, điều tra công tác quản lý. Dẫn đến cái tình trạng là hiện nay thì cái việc mà thực hiện cái công tác đẩy nhanh cái tiến độ về cái hệ thống phòng cháy chữa cháy là rất là khó khăn. Với cái chức năng thẩm quyền của phường thì cũng không thể giải quyết được cái việc này và cũng chỉ mong kiến nghị với các cấp có thẩm quyền để xem xét phối hợp để cùng thực hiện. Dự án nhà ở xã hội với mục tiêu tạo điều kiện để người thu nhập thấp có nhà ở để an cư, an tâm làm việc, phát triển kinh tế. Tuy nhiên, nếu tình trạng trên kéo dài, không những không đạt được mục tiêu trên mà còn khiến cho các cư dân luôn phải sống trong thấp thỏm lo âu.